Cựu chủ tịch Bartomeu và 4 quan chức Barca bị cảnh sát bắt giữ, lý do bôi nhọ Messi. Giới truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, cảnh sát vừa ập vào trụ sở của câu lạc bộ Barcelona ở sân Camp Nou để tiến hành khám xét khẩn cấp. Bên cạnh thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan thi hành luật pháp cũng bắt giữ cựu chủ tịch Barcelona, Josep Bartomeu, giám đốc điều hành Òscar Grau, giám đốc bộ phận pháp lý Roman Gómez Ponti và cố vấn viên của Bartomeu là James Ferrer. Theo tiết lộ ban đầu, Bartomeu cùng các đồng sự bị cáo buộc dính líu tới vụ Barca Gate, tổ chức chiến dịch bôi nhọ Lionel Messi, Gerard Piqué hay các cựu danh thủ như Xavi, Calabrion. Những gương mặt biểu tượng của sân Camp Nou đã chỉ trích kịch liệt chính sách điều hành của Bartomeu thời ông này còn tại vị. Cụ thể hơn, Bartomeu đã chỉ đạo các quan chức thân tín dưới quyền thuê một công ty tư nhân có tên Iba Ventures để thực hiện truyền thông bẩn nhắm vào những nhân vật chống đối. Số tiền chi cho kế hoạch này lên tới 1 triệu euro, vượt gấp nhiều lần so với mức giá cho một chiến dịch truyền thông thông thường. Ngoài ra, người đứng đầu một thời của sân Camp Nou còn dính líu đến hành vi tham nhũng. Hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát cũng đã từng khám xét trụ sở Barca và đưa ra cáo buộc trên. Hứng chịu quá nhiều sức ép chỉ trích, đặc biệt vụ việc liên quan đến bản Perfect đòi ra đi của Lionel Messi, Bartomeu quyết định từ chức vào cuối tháng 10 năm 2020. Nhưng vị doanh nhân này sau đó còn được cho đã đứng sau giật dây tờ báo thân Barca, El Mundo, công khai thu nhập của Messi. Một tuần nữa, cuộc bầu cử chức chủ tịch Barca sẽ diễn ra. Tình hình tài chính tồi tệ và scandal bắt giữ Bartomeu cùng 4 quan chức sẽ càng khiến bức tranh ở sân Camp Nou thêm phần hỗn loạn và tăm tối. Trước đó, thất bại tan nát 1-4 trước PSG như nhát dao kết liễu tương lai của Lionel Messi ở Barcelona giữa một Camp Nou trống vắng khán giả, im ắng và buồn tẻ. Dù vẫn còn đo 90 phút của trận lượt về, những cú fan Barca lạc quan nhất cũng thật khó để tin vào phép màu sẽ lại đến, như cách leo cùng các đồng đội từng ngược dòng không tưởng trước chính PSG cách đây 4 năm. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng ở Camp Nou, người hâm mộ còn thấy Messi khoác lên mình màu áo Barca tại Champions League. Mùa hè tới, ngôi sao người Argentina sẽ đáo hạn hợp đồng và với tình cảnh khá tăm tối ở Barca hiện tại, anh rất có thể sẽ ra đi. Nếu điều đó xảy ra, thật tiếc khi những bước chân cuối của Leo lại mang đầy mỏi mệt. Messi và đồng đội khởi đầu không tồi trong buổi tối đáng quên. Chính là Pulga ăn mừng đầy phấn khích khi mở tỷ số ở phút 27 với cú sút phạt đền thành công. Nhưng rồi quãng thời gian sau đó, Messi chỉ còn là ngôi sao mờ nhạt. Anh làm nền cho một siêu sao tương lai, Kylian Mbappe, người tỏa sáng rực rỡ với cú hát đẳng cấp. Những nỗ lực dứt điểm sau đó của Messi không mang lại hiệu quả. Leo tỏ ra quá lạc lõng và một mình, sự cố gắng của anh không đủ gồng gánh Barca xoay chuyển cục diện. Kể từ sau chức vô địch mùa 2014-2015, Messi vẫn chưa thể thêm một lần đăng quang giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ cùng Barca. Và nỗi đau đó có thể sẽ chấm dứt vào cuối mùa này bằng một lời từ biệt.